Xin chào quý vị các bạn. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đến thăm một ruộng bầu. Ruộng bầu này là trồng trái vụ đấy các bạn ạ. Mà mình cũng chia sẻ với quý vị các bạn cái ưu thế của cái vụ bầu xuân hè so với vụ bầu đông xuân các bạn nhé. Cây bầu này thì nó rơi về tầm khoảng 45-47 ngày rồi. Và đã chuẩn bị leo lên giàn. Và các bạn thấy nó đang điểm hoa đấy các bạn này. Trên này thì tầm khoảng nửa tháng nữa thì có thể là sẽ cho thu hoạch bói các bạn ạ. Cái lứa bầu này là cái so ở quê mình thì nó là lứa bầu trái vụ các bạn ạ. Về ưu thế về ngày tháng được thu thì cái ruộng bầu trồng vào vụ này thì nó rơi vào tầm khoảng 65 đến 70 ngày thì sẽ được thu hoạch quả. Còn lứa bầu chính vụ của quê mình trồng vào tháng 9 tháng 10 thì nó rơi vào tầm khoảng 4 đến 5 tháng mới bắt đầu cho thu hoạch. Trồng vào tháng 9 thì thông thường là vào tháng 2 âm lịch hàng năm thì sẽ được thu. Cũng có thể là do thời tiết mùa đông khắc nghiệt, quá trình sinh trưởng phát triển cây không được nhanh và mạnh như là cái lứa bầu này. Thứ hai nữa là cái đầu ra của trái bầu vào cái vụ xuân hè này thì rất là dễ dàng. Mà thông thường thì sẽ được giá hơn so với bầu chính vụ. Bởi vì chỉ có nền ruộng cao, không bị ngập úng thì mới trồng được cái vụ bầu này. Bởi vì vào từ tháng 4 trở đi thì ở miền Bắc quê mình hay có những cái trận mưa rào xối xả, rất hay bị ngập lụt. Cho nên là những cái ruộng chân ruộng trũng thì sẽ không trồng được lứa bầu này. Chính vì thế mà sản lượng không đáp ứng được cái nhu cầu trên thị trường, chính vậy mà sẽ được giá hơn. Cứ tầm 10 đến 15 nghìn 1 kg hàng năm. Nhưng có điều là quá trình chăm sóc cái vụ bầu này thì vất vả hơn so với bầu chính vụ. Bởi vì cây bầu rất hay bị xoăn ngọn hoặc là chết cây. Do trồng nó cũng sinh trưởng tốt nhưng nó không hợp thời tiết. Cho nên cái việc phòng trừ sâu bệnh hại và nấm bệnh do độ ẩm cao và nhiệt độ môi trường cao, chính vậy mà phải quan tâm và chú ý hơn. Và cái nứa bầu này thì thu trong thời gian ngắn hơn các bạn ạ. Lõng chỉ rơi vào tầm khoảng 20 đến 25 ngày là sẽ thu hết quả thôi. Bù lại được cái giá. Thứ hai là cái lãi suất thì chắc chắn sẽ không bằng vụ bầu đông xuân rồi. Về mật độ cây thì cũng phải trồng dày hơn so với bầu chính vụ các bạn ạ. Cái bầu xuân hè này thì nó sinh trưởng ở trong thời gian ngắn, cho nên cây nhiều khi nếu trồng thưa quá thì chưa kịp leo hết giàn thì đã thu xong rồi. Chính vậy mà người trồng bầu quê mình sẽ tiến hành trồng mau hơn. Ví dụ như là xào bầu trồng chính vụ vào vụ đông xuân ấy thì khoảng 130 đến 150 hạt bầu thì có thể là vụ xuân hè này lên tới 180 đến 200 hạt cơ các bạn ạ. Đây các bạn thấy gốc bầu của nó chỉ có khoảng 45 phân thôi, 45 cm một gốc thôi. Và hàng cách hàng thì khoảng tầm 2,4 m một luống. Và cái tuyệt vời nữa là cái vụ bầu này, nếu chúng ta không kịp thụ phấn cho hoa thì là cái tỷ lệ đậu quả cũng cao hơn so với cái vụ bầu đông xuân.
Thế với cái dàn bầu như này thì chắc chắn là khoảng nửa tháng nữa là sẽ bắt đầu được thu. Thì nếu cái nền ruộng này cao thì có thể là cải tạo ở một trồng một cái ruộng canh tác một cái vụ nào đấy ngắn ngày, xong lại tiến hành trồng bầu lứa tiếp được. Cái chú ý đối với trồng bầu vụ này thì cái dàn dậu là phải rất là chắc chắn, bởi xong trong quá trình mùa hè thì hay có những cái đợt dông gió rất là hay bị đổ dàn. Chính vậy mà cái đảm bảo về dàn dậu đối với cái bầu vào cái vụ này là rất là quan trọng. Nếu không may bị đổ dàn thì sẽ không được thu hoạch nữa, cả cái xà bầu sẽ mất không các bạn. Đây là cái ruộng bầu rất là đẹp. Nếu mà vụ này mà được lá mở và ngọn to như này thì rất là đẹp. À, ruộng này thì khoảng nửa tháng nữa sẽ được thu, thì mình sẽ quay trở lại xem cái năng suất của nó có cao không các bạn nhé. Trồng bầu vụ này thì chia sẻ của người trồng bầu quê mình ấy thì chú ý nhất là trồng mau hơn so với chính vụ. Thứ hai nữa là dàn dậu phải chắc chắn và chọn nền đất nó không bị ngập úng. Nếu không ngập thì cây bầu cũng không chịu được như cây mướp. Còn khi mà đã được thu hoạch thì yên tâm là đầu ra rất là dễ dàng. Và thường hay được giá các bạn ạ. Thứ ba nữa là trồng vụ này thì cũng không phải thụ phấn nhiều như là cái chính vụ. Với bầu chính vụ thì ngày nào cũng phải đi thụ phấn. Nhưng riêng cái vụ này thì có thể là chúng ta bận quá không làm được thì nó vẫn có thể có tỷ lệ đậu quả rất là cao. Còn chăm sóc cái bầu này thì cũng tương đồng với cả cái bầu chính vụ, nhưng có điều là sẽ tăng cường cái lượng phân hỗn hợp hóa học các bạn ạ. Bởi cây bầu với giai đoạn này sinh trưởng phát triển rất ngắn, thời gian cho thu hoạch cũng ngắn. Chính vậy và phải tăng cường thêm rất nhiều cái nguồn phân hóa học thì mới đáp ứng được quá trình sinh trưởng phát triển của cây bầu. Và cây bầu này thì khi được thu thì ngày nào cũng sẽ tiến hành thu hoạch. Chính vậy mà mỗi một xào bầu này có thể đạt đến 70 đến 80 kg một xào đấy các bạn ạ. Chính vậy chúng ta phải bổ sung thêm rất nhiều phân hóa học, phân hỗn hợp. Nếu chúng ta mà lo nguồn dinh dưỡng không đáp ứng được thì chúng ta cũng có thể bón lót phân hữu cơ ngay từ đầu. Xin chào tạm biệt và hẹn các bạn ở các video clip tiếp theo các bạn nhé. Nếu quý các bạn mà có trồng cây bầu có biện pháp hay nâng cao năng suất và hiệu quả của cây bầu thì các bạn nhớ bình luận và chia sẻ phía dưới video clip các bạn nhé. Xin chào.